Chiều ngày 28 tháng 4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến viếng khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đã thành kính dâng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Ghi vào sổ cảm tưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết: "Xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước, người con ưu tú của tỉnh Vĩnh Long."